danh nghĩa Việt Nam mình đó là chùa Xá Lợi, còn gọi là chùa Thuyền. Dạ, thời xưa thì tại đây là một cái ngôi chùa bằng thuyền. Dạ, sau đó thì xin thưa chị mình, vị thầy sư của ngôi chùa, ngài mới thấy được là gì, cái gian khổ của những người vị thầy sư, cho nên thì ngài mới xin tạ túc đó là xây dựng lên đây là một cái chánh điện nhỏ tại vị trí này. Khu vực này thời xưa thì người vô gia cư nhiều lắm nha thầy mình, đó là những người ăn xin đó nha thầy mình, những người vô gia cư cực kỳ nhiều luôn trên đường. Sau đó thì có một vị thầy mà một chút mình sẽ gặp vị thầy này, cả đoàn mình có thể là vào trong chùa được vị thầy sư này đắp kinh cầu an chúc phúc cho mình. Thì bài kinh lúc nào cũng vậy, đó là Nam Mô Tát Sa Phật Qua Nát Tô A Ra Hạt Tô Sẵn Mà Sẵn Phú Thạc Sẵn. Dịch nghĩa Việt Nam mình đó là bài kinh cầu an, nhưng mà mình đọc không được đâu, thì mình đọc theo tiếng Việt đấy, đó là gì, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên mình cứ đọc qua lần. Sau đó thì thầy sẽ rải nước chúc phúc cho mình, mình xè cái nước á, phước á, sau đó mình đẩy lên đầu. Theo bên Việt Nam mình á, là khi mình được xong cái mình rút ra sao đúng không, nhưng mà ở bên Thái tụi em á không làm như vậy, khi mà lấy hướng nước xong á, nước cọc xong á, cái mình để lên đây thôi, không cần phải rút, dạ phải để lên, tại vì mình nhận lọc mà, mình nhận lọc mình để lên thôi, chứ mình rút cái lọc của mình nó ra phía sau á rồi nè đúng không, nếu như mình rút những điều không may á thì mình rút ba cái cho nó ra phía sau, còn mình nhận cái lọc thì mình rút cái như vậy thì lọc nó bay đi rồi đúng không, thì mình rút bỏ lọc chi đúng không. Đó là theo phong tục tại đây nha, họ siết đó là như vậy, cho nên một chút anh chị mình nhận xong anh chị mình để lên đây và chuẩn bị dùm lát là mỗi người 20 bạc luôn, tại vì để làm gì, anh chị mình thứ nhất là tỉnh gì, một cây sen hoa sen á, sau đó là một bó đèn cày để mình dâng lên xá lợi của Đức Phật. Và cho nó chuyên sâu về tí xíu nha, cho nó cũng chắc chắn là trên xe mình là phật tử nhiều lắm, nhưng mà nó không muốn rìu qua mắt thợ đâu, nhưng mà nó cũng biết những gì mà nó tìm hiểu thì nó chia sẻ với gia đình mình thôi. Cho nên là hỏi rằng là có một số khi mà nó đi đòn á, trong đó có một số đòn hỏi nó một câu cũng rất là hay, và nó khi mà nó hỏi được cái câu nói này á thì nó mới tìm hiểu về Phật giáo hay hơn, và khi mà tìm hiểu về Phật giáo sâu hơn thì nó sẽ có nhiều cái hay trong cuộc sống mình lắm gia đình mình. Dạ, từ một con người mà chưa hề tin về Phật giáo mà tới cái hiện tại bây giờ là cái gì cũng liên quan tới Phật. Bởi vì sao, khi mình tin một cái điều gì đó hoặc mình tin gì đó về một cái tâm linh gì đó thì cái cuộc sống của mình nó thấy nó bớt đi nhiều cái lắm gia đình mình, nó bớt đi cái nghiệp nhà, nó bớt đi cái nghiệp. Cho nên là hỏi rằng là người Thái á, cái tài sản lớn nhất của người địa phương là gì, gia đình mình mấy hôm nay chị mình thấy người Thái đeo vòng vàng nhiều á, đeo nhẫn kim cương hộp sòn á. Dạ xin thưa anh chị mình, người Thái có mua được vàng với kim cương hộp sòn không? Chắc chắn là mua được rồi, tại vì người Thái rớt nhà rớt xe mà, người ta có nhà có xe hết, một chiếc kim cương có nhiêu tiền đó, tầm trăm mấy triệu à, nhưng mà căn nhà của họ cả tỷ mà họ mua được mà, trăm mấy triệu làm gì họ không mua được. Mừng vì sao người Thái người ta không mua, tại vì thực chất nha, cuộc sống của người địa phương á, người ta không cần vàng bạc châu báu, nhưng mà cái điều cái mà quý giá nhất của họ là gì, cái nơi mà họ về cuối cùng, và cái tài sản lớn nhất của họ là gì, là cái tượng Phật mà họ đang đeo trên cổ. Cho nên là qua nay có một số người hỏi nát có đeo tượng không, thì có, nát có nha, nè tượng nát đeo nè, rồi ở đây có nó nè, đây là cái tượng mà hàng năm nát được về gia đình mình, nát luôn luôn đem theo người nhưng mà nát không có đeo, dạ, nát chỉ để thôi, để trong ví, tại vì cái tượng này đi theo nát, phù hộ cho chơi chở nát nhiều lắm, cái tượng này là ngăn chặn tà ma. Tại vì nó là người yếu vía, nó thì chỗ nào mà có rồi là nó xác định cái ngày hôm đó là nó không bao giờ ngủ được, và cái điều quan trọng nhất là gì, là nó bệnh ngay. Cho nên là nó có nhờ vị thầy cho nó riêng cái tượng này, cái này là riêng đặt riêng chứ không có đâu, nhà tượng này là riêng. Rồi đây là cái tượng Phật bốn mặt này nha đàm ơi, đây là tượng Phật của nát nè, mỗi buổi tối nó ra nó đem đi trú nè. Trong đầu mình nhớ 13 người có anh chị đeo đó là Phật bốn mặt á, nhưng trong đây có 9 viên xá lợi của 9 vị thánh tăng, đây không phải xá lợi Phật nha, nha. Và em cũng xin nói luôn là ai trên đời này mà nói một câu là nhà chị đang thờ xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tát Bạc Đà thì chị này đang nói sai, chị này đang nói lố. Vì xá lợi Phật
không bao giờ cho mình thỉnh được thờ tại nhà. Mình chiêm bái thì em tin, nhưng mình nói về thỉnh về nhà rồi không có. Nhưng thỉnh về xá lợi của các vị thánh tăng và các vị cao tăng em tin có. Tại vì sao? Bản thân của nó có nè, à, xá lợi của thánh tăng. Nhưng mà đây là thầy của nó, là người làm riêng cho nó, đặt riêng cho nó cái tượng này. Thì hỏi vì sao? À đây, à, nè nè, em trước khi em cho nè, xá lợi nó nở nè gia đình mình. À, à rồi gia đình mình nè, cứ có đây, nè, xá lợi nở nè. À chị cầm đi nè, xá lợi nở nhỏ nhỏ đây nè, chị thấy không? Mấy hạt nhỏ nhỏ đó thấy không? Thấy chưa? Thấy mấy hạt nhỏ chứ không? Nè, mấy hạt nhỏ nhỏ nè chị. Đó, thấy không? Thấy mấy hạt nhỏ nhỏ không? Đó, một chút ai muốn coi em cho coi nè, có mấy hạt nhỏ nhỏ nè. Tại vì nó có chín hạt to nè, hạt to to nè. Sau đó có mấy hạt nhỏ nhỏ nè. Hạt nhỏ nhỏ này là gì? Là xá lợi nó nở ra thêm với gia đình mình, nó sanh ra thêm nhiều viên khác nữa. Dạ, nhưng mà em chưa có thời gian đem mua chùa để làm. Dạ. Thì cái câu chuyện đó là nằm ở đây, đó là có một số, có một chị hỏi, từng hỏi nó một câu thế này. À, chị là người Việt, chị đi chùa Thái, chị cầu Phật có hiểu không em? Gia đình mình nghĩ hiểu không? Chị đẹp biết không? Em hỏi là có một vị khách từng hỏi em câu thế này. Chị là người Việt, chị đi qua Thái, chị cầu Phật có hiểu không? Gia đình mình nghĩ hiểu không? À, chắc chắn phải hiểu. Tại vì sao? Phật không sinh ra tại Thái, cũng không sinh ra tại Việt Nam. Nơi ngài sinh ra ở đâu ạ? Nhà Ấn Độ. Nhà hoàn toàn không chính xác. Nơi ngài sinh ra thật sự là gì? Nepal, Sri Lanka thuộc Ấn Độ thời này, chứ không phải là gốc của ngài là Ấn Độ nha. Dạ. Đức Phật là thuộc dòng họ Thích Ca, vua là vua Sinh Phạn, hoàng hậu là hoàng hậu Maya. Trong một đêm hôm, hoàng hậu Maya mới thấy một con voi trắng, ngà trắng bay vào bụng bà. Sáng ngày hôm sau thì bà mới kể giấc mơ này cho vua Sinh Phạn. Thời điểm đó là theo đạo Bà La Môn. Thì xin thưa gia đình mình, thì trong đó có một vị tu sĩ nói rằng là hoàng hậu Maya sẽ hạ sinh một vị thái tử. Nhưng mà không lâu sau thì hoàng hậu Maya mang thai. Theo phong tục tập quán từ xưa, hoàng hậu Maya trước khi sinh đẻ phải quay trở ngược về lại quê hương của mình. À, sinh đẻ xong mới rời, quay lại triều đình. À, sau đó thì bà cũng làm theo phong tục quê hương của mình. Thì bà đang di chuyển về lại quê hương của mình thì bà mới dừng chân nghỉ ngơi tại một khu vườn, đó là vườn Lâm Tỳ Ni, cũng là nơi mà Đức Phật sinh ra. À, sau đó thì bà mới hái học nha gọi gì? À, hái một cái lá hoặc một cái nhánh hoa nào đó thuộc về cây sa la. Sau đó hoàng tử mới chui từ bên hông của bà chui ra. Bước bảy bước chân, mỗi bước chân nở ra một hoa sen. Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Và nói một câu rất là hay theo Phật giáo. Nhưng mà cho nó xin phiên dịch lại cái câu mà nó từng hỏi thầy và theo tiếng Việt. Nhưng mà câu Phật giáo rất là hay với nhà mình. À, thì trên trời dưới đất ta là duy nhất, kiếp này kiếp cuối cùng của ta. À, là câu nói của Phật thời điểm đó. Sau đó thì khi mà quay trở ngược về lại kinh thành, về lại triều đình, thì xin thưa anh chị mình, các vị tu sĩ nghe được hoàng hậu Maya đã hạ sanh một vị thái tử, ai cũng muốn được gặp vị thái tử này. Thì trong đó có một vị tu sĩ nhìn về mặt vua vị thái tử và đặt cho ngài một cái tên là Tất Đạt Đa. Thì lúc bấy giờ thì ngài buồn, ngài rầu. Thì lúc này vua Thịnh Phạn mới đặt cho ngài một cái dấu hỏi là vì sao ngài buồn. Thì ngài nói rằng là tuổi tác của ngài không được nhìn thấy vị Phật tương lai. Thì câu nói này làm cho vua Thịnh Phạn rất là băn khoăn và đặt một dấu hỏi. Thì ngài nói rằng là hoàng tử khi mà lớn lên là vua là sẽ cai vị cả thiên hạ, nhưng là vị tu hành sẽ được chánh quả thành Phật. Thì lúc bấy giờ ngài nói rằng ngài buồn rằng là tuổi tác của ngài không nhìn thấy được vị Phật tương lai. Câu nói đầu tiên làm cho vua Thịnh Phạn rất vui mừng, nhưng câu nói thứ hai làm cho vua Thịnh Phạn phải suy nghĩ. Trong thời điểm đó thì xin thưa anh chị mình, thì vua Thịnh Phạn ngày mới đặt một dấu hỏi, làm sao mới biết được con ngài đi tu. Thì xin thưa anh chị mình, vị tu sĩ này nói rằng là hoàng tử sẽ thấy bốn điều này, ngài sẽ rời và hiện ngài sẽ xuất gia. Điều thứ nhất đó là người già, điều thứ hai là cái bệnh, thứ ba nữa là cái chết, và cuối cùng là khổ hạnh. Thì xin thưa anh chị mình, sinh lão bệnh tử, khi ngài thấy bốn điều có sự khổ hạnh này thì ngài sẽ tự rời đi. Thì vua Thịnh Phạn mới sắp cuộc đời của Đức Phật luôn, sống trong dung lụa, dời những người xa, những người nghèo, những người già, những người bệnh, những người tật này nọ,
rời khỏi xa kinh đô, xa thật xa, thật xa, thật xa. Trong hoàng cung thì không sẽ không có những người bệnh, người già, à, trong hoàng cung có những niềm vui thôi. À, sau đó thì xin thưa chị mình, ngài sống trong nhung lụa. À, khi mà ngài sống trong nhung lụa, ngài không biết cái sự khổ hạnh nó như thế nào. Cho đến năm ngày lấy vợ, à, vợ ngài mang tên đó là La Du Đà La. Đến khi mà thời điểm mà ngài được, à, xin thưa chị mình, phu cha truyền ngôi cho ngài, thì ngài mới xin phép phu cha của ngài là cho ngài ra khỏi kinh đô. Từ khi ngài sinh ra cho đến hiện tại thì ngài chưa rời khỏi kinh thành, nhìn được những người xung quanh. Thì lúc bấy giờ vua Thịnh Phạn không cấm cản được ngài nữa, sau đó mới sắp xếp con đường của ngài. Và ngày đầu tiên ngài đi thì có một vị thần, họ hóa thân dưới cội Bồ Đề, mặt mày nhăn nhó xấu xí, mà từ khi sinh ra cho tới hiện tại thì xin thưa chị mình, ngài chưa bao giờ thấy những người nào mà về cái khuôn mặt như vậy. Và sinh ra khuôn mặt như vậy, thì xin thưa gia đình mình, thì lúc bấy giờ ngài mới suy ngẫm. Ngày thứ hai ngài đi thì ngài thấy được một cái người bệnh. Ngày thứ ba thì ngài mới thấy được ở phía sau có những người khóc, xung quanh khóc, mà một người đang nằm trên một cái tấm thảm. Thì lúc bấy giờ xin thưa chị mình, đó là biểu tượng nhà, biểu tượng của cái chết. Và lúc mà khi mà về lại kinh thành thì ngài mới nói rằng là tại sao con người mình sinh ra, lớn lên, bệnh đi và mất đi. Thì lúc bấy giờ xin thưa gia đình mình, trong cái suy ngẫm đó thì vua cha ngài chỉ đáp cho ngài một câu rằng vậy: con người ta sinh ra chỉ có sanh lão bệnh tử, không ai trốn thoát của con đường này. Sau đó thì trong sự băn khoăn tại sao phải có sự mất đi, phải có sự gọi gì khổ hạnh này, thì trong lúc đó thì ngày thứ tư ngài mới song song với ngài đó là một vị thầy sư tu khổ hạnh. Thì lúc này xin thưa gia đình mình, thì ngài mới nói rằng là gì, chỉ có một con đường duy nhất, đó là gì, tu hành. Thì lúc này ngài mới xin lên cho vua cha mình, nhưng mà vua cha ngài không đồng ý. Thì không lâu sau thì tin vui của ngài, vợ ngài đã hạ sanh cho ngài một người con, và ngài chặt cho một cái tên đó là La Hầu La. La Hầu La là dịch nghĩa Việt Nam mình, đó là một vị cản trở, na ná giống như là ngài chuẩn bị xuất gia thì con ngài ra đời. Nhưng mà cái sự suy nghĩ và cái sự tâm huyết của ngài, xin thưa anh chị mình, trong một đêm hôm thì ngài mới mở cửa ra nhìn vợ ngài và con ngài lần cuối, sau đó ngài rời đi. Thường thì người ta nói một câu vậy: người tính không bằng trời tính, tới ngày tới khắc ắt ngài sẽ ra đi. Sau đó thì ngài mới cắt lại một cái chùm tóc. Cái chùm tóc này xin thưa gia đình mình, ngài mới nguyện ước rằng là khi nào ngài thành đạo, ngài mới quay trở ngược về kinh thành. Sau đó thì ngài mới đi học hết các đạo Bà La Môn thời điểm đó, nhưng không có đạo nào mà giúp cho ngài giác ngộ. Và ngài cũng có trí tuệ hơn người, nhà người xin thưa chị mình, tu tập hơn mười mấy năm, thậm chí nhà người cả chục năm cũng không học và cũng không tìm ra được. Nhưng riêng bản thân của ngài xin thưa chị mình học rất là nhanh, nhưng mà đến khi mà các vị thầy sư dạy không còn gì mà để dạy nữa, thì xin thưa gia đình mình, thì lúc bấy giờ ngài mới lựa chọn đó là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh đó là ép xác mình 6 năm không ăn không ngủ không gì hết, chỉ ngồi thiền là chính, cùng với năm em Kiều Trường Như. Và sau đó thì xin thưa gia đình mình, và khi mà ngày 6 năm trời trong khổ hạnh đó, ngài chỉ còn một bộ da và bộ xương, thì sức lực của ngài bắt đầu cạn kiệt, ngài ngất đi. Thì có một người phụ nữ mới dâng lên cho ngài, lại gì thất thật cho ngài, dâng lên cho ngài một cái bát sữa. Khi mà ngài uống cái bát sữa này vào thì ngài nghe được một cây đàn. Thì trong cây đàn này có 3 cọng dây, một cọng dây trục, một cọng dây căng và một cọng dây vừa. Cọng dây trục quá thì đàn nhạc nó không được, còn cây cọng dây căng quá thì đàn nhạc nó đứt đi. Thì cọng dây vừa là gì, là xin thưa anh chị mình, đó là con đường trong đạo. Và sau đó thì ngài mới nguyện ước tắm rửa sạch sẽ. Và xin thưa gia đình mình, thì khi mà ngài nguyện ước dưới cội Bồ Đề, ngài tu đến khi nào ngài thành đạo ngài mới rời đi. Đến khi mà ngài thành đạo thì U Ma Vương xuất hiện, làm mọi chiêu trò cám dỗ ngài. Nhưng vì sự là gì, phước đức phước hạnh của ngài quá cao siêu, U Ma Vương không cám dỗ được ngài. Thì lúc bấy giờ xin thưa gia đình mình, trước khi U Ma Vương rời đi thì U Ma Vương có nói một câu rằng: 2000 năm sau này ta sẽ cho đệ tử của ta mặc nghi cà sa phá chánh pháp nhà người. Và câu nói thường mà cho tới hiện tại mà ai cũng nói một câu là gì, chỉ có đệ tử của ta mới phá chánh pháp nhà ta. Là vì sao ạ? Xin thưa gia đình mình, kheo khất thực
là chỉ xuất phát từ chùa 6:30 và quay trở ngược về chùa đó là 8:30. Khất thực là gì? Là chỉ nhật quật là gì? Chỉ nhận đồ ăn chứ không nhận tiền. Nhưng có một số vị thầy 1-2 giờ trưa cầm bình bản đi khất thực. Những vị thầy xin thưa chị mình có nhà, có biệt thự, có Rolls Royce. Và những vị thầy sư xin thưa chị mình tu theo con đường của thầy. Nhưng cũng có một số vị thầy đó là lấy đạo, đạo lời cũng nhiều lắm gia đình mình. Nhưng mà thời điểm đó xin thưa gia đình mình thì Đức Phật nhìn thấu hết. Nhà nhìn thấu mà biết được tương lai, biết được sau này. Sau đó thì trong một số bức ảnh và trong một số câu chuyện thì nói rằng là Ngài có rơi một giọt nước mắt và Ngài biết được cái tương lai sau này của Phật tử của Ngài. Thì lúc bấy giờ xin thưa chị mình, đến khi Ngài thành đạo, Ngài rời đi thì Ngài vẫn còn suy ngẫm một điều rằng là không biết đạo giáo, giáo phái của Ngài có truyền đạt được hay không. Thì lúc này có một vị đó là xin thưa chị mình, người ta còn gọi là vị thần Rama. Thì vị thần này mới cung tỉnh Ngài đi truyền đạo cho các thập phương. Thì cái người mà Ngài truyền đạo đầu tiên đó là Nam Anh Em Kiều Trường Nhân. Và xin thưa chị mình, bài kinh đầu tiên khi Ngài truyền ra đó là bài kinh Tứ Diệu Đế. Và dần dần thì các vị Phật tử đến khi Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài để lại toàn thân xá lợi, 84.000 viên xá lợi. Và xin thưa chị mình, chia thành 8 đấu. Mỗi triều đại thời điểm đó sẽ được cung thịnh. Thì lúc bấy giờ xin thưa chị mình, thì khi mà Nepal, Sri Lanka thuộc địa của Ấn Độ, thì khi mà thuộc địa của Ấn Độ thì những người Anh Quốc khi họ đô hộ thì họ mới tìm ra được một cái gì đây. Họ tìm ra được là một vùng, thì nghĩ rằng đây là châu báu hoặc những cái gì đó của thời xưa gọi là đồ cổ gia đình mình. Sau đó thì đến khi mà họ về lại Anh Quốc thì họ mới mở cái hộp này ra. Thì trong cái hộp này xin thưa chị mình có ánh lấp lánh 7 sắc cầu vồng và những viên này rất là nhỏ bé, sau đó tích tụ lại thành một viên to rồi nở ra, vân vân và vân vân. Thì lúc này trên cái hộp, khi mà người ta phiên dịch được cái hộp này thì ghi lại rằng là gì? Đây là xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tát Nà Tha thuộc dòng Thích Ca thời cũ. Sau đó thì vị vua Rama thứ 9 lên ngôi 50 năm vào năm 1996. Thì Ngài có mời các vị vua trên đất nước trên thế giới này, những quốc gia nào còn trị về hoàng gia, Ngài về hội nghị. Và trong đó thì Ngài có mời nữ hoàng Elizabeth. Thì xin thưa chị mình, thì nữ hoàng Elizabeth đã ban tặng cho Ngài hộp xá lợi này. Phật giáo xuất phát từ Nepal, Ấn Độ, nhưng mà nơi mà gọi gì, truyền giáo phái của Đức Phật đi, hiện tại bây giờ có 4 quốc gia theo Phật giáo Nam Tông, mà đó là Thái Lan, Lào và Myanmar và Campuchia. Nhưng mà cái quốc gia này còn giữ lại nguyên thủy toàn bộ những gì của Đức Phật thì xin thưa chị mình, đó là đất nước Thái Lan. Và Thái Lan cũng là một trong quốc gia thờ xá lợi Phật rất là nhiều. Nhưng cái người mà tự hào nhất mà được xá lợi đầu tiên của Đức Phật đó là đất nước Myanmar. Cho nên người Myanmar hiện tại bây giờ có xá lợi tóc của Ngài như thế nào mà có xá lợi tóc của Ngài. Tại vì xá lợi tóc này không phải là từ thời mà xin thưa gia đình mình gọi là gì, Ngài Trà Kỳ á, Ngài đem đến quả thiêu á, nhưng mà không phải nha. Xá lợi tóc này là từ khi mà Ngài ngồi dưới cõi Bồ Đề thì có hai người dân buôn, hai người buôn, sau đó thì gọi là gì, những người mà gọi là gì, con cháu hoặc có một vị á, mới báo rằng là có một vị Phật tương lai thì hãy đem đồ lại đó cung. Sau đó đến khi mà họ lại đem Phật lại dâng lên cho Đức Phật. Và sau đó trước khi mà Ngài rời đi thì Ngài xin một cái vật gọi là minh chứng vì Ngài đã đảnh lễ Đức Phật, đệ tử của Ngài. Sau đó thì xin thưa gia đình mình, thì Đức Phật mới bức ra cái gì, tóc của Ngài để ban tặng cho những người hai người buôn lạc, hai người buôn bán. Sau đó thì đó là cái vật mà Đức Phật Mê Mai hiện tại giáo sư, và cũng là niềm tự hào của Phật sở hữu xá lợi tóc đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tát Nà Tha. Và trên thế gian này cũng không ai để lại xá lợi tóc. Và xin thưa chị mình, có một số người lại hiểu sai, đó là xá lợi tóc là khi mà Đức Phật trả tiền để lại, hoàn toàn sai nha, có nha, dạ không có. Nhưng mà đắc được một lần rất là vinh hạnh, được đi đến nước Biên Mai và đắc được chứng kiến xá lợi tóc. Em cho gia đình mình xem nha, em truyền đạt lại cho gia đình mình xem. Hỏi hoàng đồng bà dâng lên cho chùa. Dạ,
một ký vàng đấy. Dạ. Và những người khá giả, giống như những vị nào mà khá giả thì ngài dâng lên miếng vàng. Dạ, đây là vàng miếng. Còn những người mà trung bình thì người ta không có nhiều thì người ta dâng lên gì ạ? Dây chuyền, lắc tai. Còn những người mà xin thưa gia đình mình đây, mỗi hình mỗi cái khoanh như vậy á là tượng trưng cho một người. Còn bản thân của nách á thì năm nào cũng vậy. Nách làm đến năm nay á là năm thứ 8. Nhưng mà thực chất thì nách làm chỉ có 6 năm thôi. Tại vì 2 năm Covid nách không có làm, cho nên là không có tiếp. Nhưng mà 6 năm, dạ, 6 năm nách làm điều này. Là nách để nách mua 6 chiếc nhẫn. Mỗi chiếc nhẫn trị giá một cây vàng. À sorry, đúng rồi, một cây vàng. Đó là hai bà Thái tài khoản cây vàng Việt Nam. Thì 6 chiếc nhẫn như vậy là 6 cây. Nó đem vô cho chùa và mỗi chiếc nhẫn nó sẽ ghi một tên. Nó là gì? 6 chiếc nhẫn này là tượng trưng cho gia đình nó 6 người. Anh em và cha mẹ. À, khi mà để vô trong đó thì đây nè, vị thầy sư sẽ để vào cái cốc. Dạ. Vào cái cốc xong thì xin thưa gia đình mình. Thì cái gì ta? Lửa bắt đầu đun lên. Lửa bắt đầu đun lên. Sau đó thì xin thưa chị mình, vàng bắt đầu chảy ra. Khi mà vàng chảy ra rồi á thì xin thưa gia đình mình, thì vị thầy sư ngài mới lấy cái gì ta, cái tượng Phật mà năm gọi là gì, 3 tháng của những vị thầy sư ghi ký tả thì nhúng vàng và sau đó đổ khuôn. Thì nó sẽ cho gia đình mình xem kỹ nha, cái tượng Phật của nó nè. Thì cái tượng Phật này á là gia đình mình ở trong như vậy nè. Ở trong này á là cái tượng Phật, ở bên trong là nhúng nha. Tượng Phật bên trong là nhúng. Còn khuôn viên ngoài này là đổ khuôn nha, đổ thầy thôi. Sau đó đến khi làm xong cái tượng này thì vị thầy sư sẽ đem vào cái cốc của vị thầy sư. Đó là đọc kinh 7 ngày 7 đêm là khai quang điểm nhãn tượng Phật này. Và ngài sẽ cung thỉnh xá lợi của các vị thánh tăng, sẽ đưa vào cho mỗi người nào có cơ duyên. Sau đó khi mà đem ra thì vị thầy sư xin thưa chị mình sẽ trao lại cái tượng Phật này cho các vị Phật tử khi quyên góp vàng vào trong chùa. Nhưng nách làm một năm đầu tiên là cái tượng Phật này là gia đình mình. Nách làm xong là nách đem về, nách sẽ gửi tặng cho gia đình nách mỗi người tượng. Đến năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, năm nào nách cũng làm 6 như vậy thì nách đem đi đâu? Đem về để lên bàn thờ không thì tốt không ạ? Bởi vì mình cứ dùng cho bàn thờ cũng không tốt thì nách để lại cho chùa. Sau đó thì xin thưa anh chị mình, nách ghi tiền công đức. Ví dụ như một cây vàng nách mua 70 triệu, nách để 70 triệu. Vậy nách có làm phước không ạ? Có mang tên làm phước chưa? Không. Thì sao? Thì mỗi vị này họ sẽ ghi vào một cái khoản tiền nào đó. Nhà người để có 2.000 bạc cho gia đình mình, nhà người để 5.000 bạc cũng có. Và riêng bản thân của nách rất thích con số 39, cho nên nách để là 39, là 39.000 bạc đấy. Thì ai có duyên chưa đến đảnh lễ vị trí này và đảnh lễ gọi gì chưa đến nghi thức của tượng Phật thì hãy thỉnh tượng Phật về. Còn riêng bà năm mút 26,666 cây vàng. Một cây vàng là tương đương bao nhiêu tiền mà một cây vàng, một thỏi vàng tương trưng như gần một cây vàng. Thì em nói thiệt với gia đình mình luôn là bà ghi một con số rất là đẹp. Chỉ một con số duy nhất thôi là 180, là 180.000 bạc. 180.000 bạc là tính tiền Việt Nam mình là cũng hơn 100 triệu. Tuy là mình nghĩ rằng về cái tượng Phật này trụ gì đâu tới mấy trăm triệu này nọ, nhưng mà mình phải hiểu được một điều rằng là gì? Đó là cái duyên của mọi người. Nhưng mà chắc chắn là tượng Phật của bà Nông Nốt, anh nha, một tượng của bà Nông Nốt tới công chúa là mình không thỉnh được đâu gia đình mình. Dạ. Mình phải cho thầy nữa. Thầy nhìn cái khuôn mặt mình, thầy thấy có duyên thì thầy mới ban tặng. Vì trong đó có xá lợi của các vị thánh tăng. Giống như cái tượng Phật của nách nè. Và cái tượng Phật này là nói thiệt với gia đình mình luôn là nách thích rất lâu rồi. Nhưng mà đến năm 2016 nách mới thịt được. Là tại vì sao lúc đó nó cũng có tiền đó, nó làm được rất lâu.